con xin kính chào quý cha, quý cụ, cô bà anh chị em à, và để bắt đầu con xin mọi người chúng ta cùng đứng để nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gió An Vào buổi chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa họ và nói: "Bình an cho anh em." Đoạn người Đoạn người cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Các môn đệ hết sức vui mừng vì được trông thấy Chúa. Chúa Giêsu lại nói với họ một lần nữa: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Rồi Ngài tối hơi trên họ và nói, Hãy lãnh lấy Đức Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, Thì người ấy được tha. Còn anh em cầm tội ai, Thì người ấy bị cầm buộc. Lạy Chúa, Chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa, Vì tất cả là hồng ân. Cách riêng hồng ân của mình máu Thánh Chúa, Hồng ân của lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban thánh thần Chúa xuống trên mỗi người chúng con tối hôm nay để giúp chúng con biết nghe những gì Chúa muốn chúng con nghe và nói những gì Chúa muốn chúng con nói để rồi chúng con hiểu biết Chúa hơn, để chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và sống tình yêu Chúa, sống lòng thương xót của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Xin quý vị an tọa. Ngồi suốt từ buổi chiều đến bây giờ chắc là cũng khá mệt rồi, thấm mệt rồi phải không bà anh chị em? À, tôi đợi viết sau kia tôi cũng nghĩ là không biết ông bà anh chị em ngồi suốt từ buổi chiều đến bây giờ chắc là cũng mệt lắm, nhất là những cụ ông cụ bà lớn tuổi, có khi cũng đau lưng, đau chân, đau tay nữa mà trời càng khuya càng tối thì là càng lạnh. À, nhất là có một chút gió lạnh cho nên là chúng ta ngồi lên trên này thì có cái tòa nhà bên này chắn gió lại thì nó cũng đỡ lạnh hơn và chịu khó ngồi gần nhau một chút <laughs> cho nên theo ấm áp bảo nào à, đừng ngồi cách rời nhau ra như đã được giới thiệu chủ đề của bài chia sẻ tối hôm nay là à, bí tích thánh thể ở trong lòng thương xót Chúa trong bí tích thánh thể à, nhưng mà nói thực tế ra thì bí tích thánh thể chính là lòng thương xót của Chúa gắn kết rất là chặt chẽ với nhau. Bài tin mừng mà tôi chọn để đọc đầu bài chia sẻ ngày hôm nay là bài tin mừng mà quý bạn bà anh chị em sẽ nghe vào chủ nhật ngày mai, chủ nhật thứ hai mùa phục sinh và cũng là chủ nhật của lòng thương xót. Chúng ta thấy tại sao liên kết giữa thánh thể và lòng thương xót Chúa? Thứ nhất, bởi vì đỉnh cao của lòng thương xót Chúa là cái gì? Là chính là cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu Của người dám thí mạng sống mình vì bản hữu Lòng thương xót của Thiên Chúa chính là tình yêu Và không có cái tình yêu nào lớn hơn Tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì bản hữu Và Chúa Giêsu đã làm cái điều đó Khi Chúa chết ở trên thập giá Cho nên cuộc tử nạn mầu nhiệm vừa vượt qua của Chúa Là đỉnh cao của lòng Chúa thương xót và cái đỉnh cao của lòng chúa thương xót, cuộc tử nạn phục sinh của chúa đó được diễn tả ở đâu thưa lợi trong thánh thể thưa lợi trong thánh lễ mỗi lần chúng ta cử hành bí tích thánh thể mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cuộc tử nạn và phục sinh của chúa Kitô hay nói khác là chúng ta cử hành lòng thương xót của chúa không có cái gì gắn kết lòng thương xót của thiên chúa hơn chính là thánh lễ, hơn chính là thánh thể. Mà chúng ta biết rằng giáo hội Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị vào ngày mùng 5 vào ngày 4 tháng 5 năm 2000, ngài quyết định lựa chọn ngày chủ nhật thứ hai của Phục sinh là ngày chủ nhật thương xót không phải là ý riêng của ngài đâu thương bà, anh chị em mà nếu ai đọc nhật ký của thánh nữ Faustina tông đồ của lòng Chúa thương xót thì biết rằng đây là lời yêu cầu của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với thích nữ Faustina rằng ta muốn cái tấm hình là lòng Chúa thương xót ông bà anh chị em xem ở đây này. Ngài nói rằng ngài muốn cái tấm ảnh này được làm phép vào ngày Chúa nhật thứ hai sau Chúa nhật phục sinh. Chính Chúa Giêsu đã yêu cầu cái điều đó. Cho nên khi Đức Giáo Hoàng John Fowler đề nghị lựa chọn cái ngày đó không phải là ý riêng của Ngài mà là ý của Thiên Chúa, là ý của chính Chúa Giêsu muốn cái điều đó. Thế là tại sao Chúa Giêsu lại muốn cái điều đó? À, tất nhiên là khi chúng ta từ từ học hỏi chúng ta suy niệm rồi chúng ta mới biết được cái ý nhiệm màu tại sao Ngài lựa chọn qua bài tin mừng ngày hôm nay. Khi chúng ta thấy Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi các ông đang đóng cửa kín. Tại sao đóng cửa kín? Bởi vì sợ. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt rồi bị giết chết rồi thì các môn đệ đều sợ hãi rằng có khi mình cũng sẽ cùng chung một số phận với thầy của mình. Cho nên khi họ họp nhau họ được sợ hãi, họ đóng cửa lại. Chúa Giêsu biết được cái tâm trạng, tâm lý và cả thể lý của các môn đệ lúc đó. Cho nên khi Chúa Giêsu hiện ra giữa các ông thì câu đầu tiên Chúa nói là gì? Là bình an cho các con. Đây là một tập tục của người Do Thái khi người Do Thái họ gặp nhau hỏi chào là Shalom Có nào? Có nghĩa là bình an, sự an bình Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói rằng Bình an cho các con ở đây Không chỉ thuần túy như những tiếng chào hỏi bình thường Của những người Do Thái Mà cái sự bình an Chúa Giêsu chào thứ nhất Là bởi vì Chúa biết rằng các môn đệ Đang rất cần sự bình an Đang rất cần sự bình an cái thứ hai là sự bình an của chúa giêsu ban không phải là sự bình an khi mà không có chiến tranh khi không có ốm đau bệnh tật khi không có đau khổ khi không có xung đột không phải vậy sự bình an của chúa giêsu như ngài nói đó thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban mà cái bình an của chúa giêsu ban đây là gì là tự đông trong đáy thẳm sâu thâu của tâm hồn có chúa có Chúa cho bình an, cho nên khi cái người đó cảm nghiệm được sự hiện diện của thiên Chúa trong tâm hồn mình thì dù rằng có chiến tranh, có ốm đau bệnh tật, có đau khổ, người ta vẫn cảm thấy bình an. Một ví dụ cụ thể là gì? Thánh nữ Teresa Hải đồng Giêsu. Khi ngài ốm đau bị bệnh uh, uh, lao phổi, nằm trên giường rất là đau đớn. Vậy mà thánh nữ lại thốt lên một câu là gì? Tất cả là hồng ân và khi thánh nữ nói tất cả là hồng ân không phải là mọi sự đều tốt đẹp mọi sự đều an bình không có đau khổ không có chiến tranh không phải vậy mà thánh nữ nói rằng tất cả là hồng ân ngay cả trong những đau khổ cũng có thể là hồng ân như cái sự bình an mà Chúa ban cho các, cho các môn đệ khi ngài hiện ra rồi kế tiếp ngài làm gì ngài cho các ông coi những cái dấu đinh ở trên chân trên tay trên cạnh sườn của ngài tại sao lại phải cho các ông coi những cái cái dấu đinh đó làm gì thưa là bởi vì Chúa Giêsu muốn chứng thực cho các môn đệ biết rằng Ngài chính là cái đứng Giêsu mà mấy hôm trước đã bị người ta đóng đinh ở trên thập giá, đã chết rồi, đã được mai táng trong mồ rồi, nhưng mà ngày hôm nay đã sống lại chính một con người đó chứ không phải là ai khác cả là vì chúng ta nghe tin mừng chúng theo thánh mắt theo cũng có cái câu chuyện là những người do thái à, đã cho những người lính canh mồ chúa giêsu một số tiền và loan cái tin đồn giả nói rằng trong đêm các môn đệ đến để cướp chúa xác của chúa giêsu đi rồi cho nên chúa giêsu muốn chứng thật rằng chúa giêsu là chính cái người đã, đã, bị đóng đinh trên thập giá đã chết đã bị mai táng trong mồ và bây giờ đã sống lại là một chứ không phải ai khác cả mà đặc biệt gì cũng không phải là một bóng ma không lại một cái hồn bóng ma lớn va lớn vỡn mà là gì nó có xương có thịt người ta có thể đụng chạm được vào và những đoạn tin mừng khác chúa sư còn ăn với các môn đệ nữa mà ma thì đâu có ăn đâu nào thế là chúa sư muốn chứng minh cái điều đó nhưng mà cái điểm quan trọng đây là gì khi chúa sư cho các môn đệ coi chân tay và cạnh sườn của ngài rồi chúa lại thổi hơi trên các ông ban thánh thần các ông và ngài nói rằng hãy ra đi tội của ai các con tha thì sẽ được tha tội ai các con cầm buộc thì được cầm buộc đây là gì chúa sư lập bí tích giải tội, bí tích hòa giải, trao quyền tha tội cho các tông đồ. Chúa Giêsu muốn như vậy. Trong à, dịp mùa chay vừa qua khi tôi đi giảng nước sâu giáo xứ tôi giảng cho các em dưới trẻ thì có một em dưới trẻ em đã hỏi như thế này: Thưa cha, khi chúng ta cầu nguyện chúng ta có thể cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa. Thế tại sao khi xưng tội chúng ta không xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa được mà chúng ta lại phải đi xưng tội với một linh mục? Tôi trả lời là thứ nhất là bởi vì Chúa muốn như vậy Rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa sai các môn đệ đi Đến rằng tội các con tha Thì sẽ được ta cầm buộc ai sự một có nghĩa là Chúa muốn Chúa trao cái quyền tha tội Cho các tông đồ, cho các môn đệ Cho ngày hôm nay chúng ta đến tòa cáo giải một linh mục Không phải là vì giáo hội bịa đặt ra Mà là Chúa muốn như vậy Chúa trao cái quyền như vậy Tất nhiên cái điểm thứ hai nữa Khi người ta phải xưng tội với một người khác đại diện cho Chúa thì người ta cũng ý thức hơn cái trách nhiệm, ý thức hơn cái tội của mình. Trách nhiệm cái điều đó và cái điểm tới là gì? Khi chúng ta xưng động người thì chúng ta lãnh được, được cái ơn, được uh, cái sự khuyên bảo. nào Khuyên bảo trong tòa giải tội để giúp chúng ta lần tới chúng ta có thể là uh, tránh tội uh, dễ dàng hơn hay là tốt hơn. Thế là hay nói cách khác là gì? Là Chúa Sư muốn chúng ta biết rằng việc Chúa Sư chết và sống lại ở trên thập giá mà cái hiệu quả là gì? Là ơn tha tội Bí tích giải tội gắn liền với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Một trong những hoa trái cụ thể rõ ràng Của việc Chúa chết và sống lại thì Là bí tích giải tội, là ơn tha tội Và như tôi nói, bí tích thánh thể Chúa đó, Diễn tả lại cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày Chúa đã yêu cầu cái ngày lễ vào ngày lòng Chúa thương xót vào chủ nhật thứ hai mùa phục sinh. Rồi chúng ta thấy một cái sự liên kết chặt chẽ giữa lòng thương xót của Chúa với lại lòng thương xót. Đó là cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Tấm lòng Chúa thương xót là Chúa trong một thị kiến đã diễn tả cho Thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina mới diễn tả cho một họa sĩ để vẽ lên cái tấm hình này. Và cái tấm hình này tượng trưng gì? máu và nước tuôn ra từ trái tim của Chúa hay từ cạnh sườn của Chúa. Trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Thánh Gioan nói rằng Chúa Giêsu cho các môn đệ coi chân tay và cạnh sườn của Ngài. Còn các tin mừng khác thì không có nói tới là cho coi cạnh sườn mà chỉ là cho coi chân tay thôi. Một cái chi tiết rất là nhỏ. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta biết rằng trong các tông đồ chỉ có một mình Gioan là đứng dưới chân thập giá thôi. Cho nên ông được chứng kiến cái sự kiện ấy cho nên ông đã nói cái sự kiện ấy và chính cái sự kiện ấy là chúng ta thấy ở nơi bức ảnh này và khi mà người lính đâm vào cạnh sườn Chúa thì máu và nước chảy ra trên trong tấm hình này, Chúa Giêsu cũng đã giải thích cho thánh nữ Faustina là cái luồng sáng bên này tượng trưng gì? Nước mà nước đây là gì? Là bí tích rửa tội qua cuộc tứ nạn phục sinh của Chúa, Chúa ban ơn tha tội cho nhân loại. Cái luồng sáng màu hồng tượng trưng cho gì? tượng trưng cho máu của Chúa là gì? Bí tích Thánh thể. Cho nên ngay bức hình này là bức hình để nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa cũng đã liên kết chặt chẽ với bí tích Thánh thể. Máu thánh của Chúa đã tuôn ra nước tẩy rửa trở làm cho chúng ta trở nên công chính, còn bí tích Thánh thể làm gì? Nuôi dưỡng chúng ta, thêm sức cho chúng ta, giúp cho chúng ta sống một cách liên kết mật thiết với Chúa. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta nên thanh sạch Còn bí tích thánh thể Thì nuôi dưỡng giúp cho chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa Mà thanh sạch rồi Thì chúng ta mới kết hiệp mật thiết với Chúa tốt được à, Ví dụ Khi trong tâm hồn nó thanh sạch đó Thì chúng ta cầu nguyện sẽ dễ dàng hơn Cầu nguyện sẽ sốt sáng hơn Còn nếu trong tâm hồn của chúng ta Còn đầy giấy những cái uh, mưu mô của tội lỗi Thì chúng ta khó để mà cầu nguyện hơn Thông thường là như vậy Cho nên vì vậy lửa tội để cho chúng ta được thanh sạch, được trở nên công chính rồi chúng ta mới được kết hiệp mật thiết với Chúa. Và cái điểm kế tiếp nữa để cho chúng ta thấy được sự kết hiệp mật thiết giữa bí tích thánh thể và lòng thương xót của Thiên Chúa, tức là chính Thánh Nữ Faustina đã nói như thế này. À, có một bài viết uh, của Cha uh, Vaughan Collins Ngài đã viết về bí tích thánh thể trong cuộc đời của thánh, thánh Maria Faustina thánh thể. Chúng ta biết rằng tên đầy đủ của thánh nữ là như vậy, là Maria Faustina thánh thể. Khi các nữ tu, chúng ta thấy là ví dụ như là các quý cha quý thầy của dòng à, mẹ đứng cứu chuộc đó, thì khi mà họ vào dòng rồi họ khấn thì họ hay lấy một cái tước hiệu đức mẹ đằng sau tên của họ. Thì các nữ tu của dòng thánh nữ Faustina cũng vậy. Khi thánh nữ vào dòng thì mới được đặt tên cho Faustina và khi được lựa một cái tước hiệu phía sau thì thánh nữ Faustina đã lựa là thánh thể. Cho nên rằng cuộc đời của thánh nữ Faustina luôn gắn liền với bí tích thánh thể khi ngài lựa chọn cái tên là thể nữ tu Maria Faustina thánh thể. Thánh Faustina có một mối liên hệ đặc biệt với bí tích thánh thể vì Chúa Giêsu đã cho thánh nữ hiểu rõ mầu nhiệm này thánh nữ đã diễn tả bí tích thánh thể như thế này như một món quà tuyệt vời về sự hiện diện của ngài trên trái đất tôi tạ ơn chúa giêsu đã cứu chuộc chúng ta và đã ban cho chúng ta hồng ân cao cả nhất là thánh thể bạn muốn ở lại với chúng tôi ngài muốn ở lại với chúng ta và vì vậy ngài đã mõ mặc chúng ta trong bí tích ở trên bàn thờ và Ngài đã mở rộng lòng thương xót đối với chúng ta. Chúa đã mở cho chúng ta một nguồn mạch vô tận của lòng thương xót, ban cho chúng ta sở hữu thân yêu nhất của Chúa là máu và nước tuôn ra từ thánh tâm Chúa và Thánh nữ Faustina khi đã nói tâm sự với người bạn như thế này. Thời điểm long trọng nhất trong cuộc đời tôi là lúc tôi được rước lễ và mỗi lần rước lễ tôi đều cảm tạ Chúa Ba Ngôi Trí Thánh, tôi xin lặp lại thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi là lúc tôi được rước lễ. Câu chuyện kể rằng khi Thánh Phaolô được rước lễ lần đầu năm 9 tuổi, thì chúng ta biết là các khi các em nhỏ mà được rước lễ lần đầu đó thì được mặc rất là đẹp bao nào, rồi xong được còn có quà nữa. thì khi mà Thánh Nữ được rước lễ lần đầu xong đi ra ngoài rất là vui vẻ, thấy bạn bè tôi xin lỗi các bạn bè của Thánh Nữ thì nhảy tung tăng rồi vui, nhưng mà Thánh Nữ thì bước đi rất là khoan thai chậm rãi. Thì có những người lớn mới thắc mắc, mới hỏi thanh nữ rằng Hôm nay em được rước lễ lần đầu Mà em không vui sao? Mà thấy em đi trầm lắng và có vẻ buồn như vậy Thanh nữ đã trả lời như thế này một cô bé 9 tuổi thôi nha Thanh nữ nói rằng Không Em đã được Chúa, Chúa vào lòng Chúa đang trong lòng của em Cho nên em phải đi đứng khoan thai Cẩn thận Để tin nhận Để tôn thờ Chúa đang ở trong tâm hồn của mình Hay nói cách khác là thánh nữ Faustina đã coi mình như là một cái nhà tạm di động vậy. Một cái nhà tạm di động vậy. Cho nên có Chúa trong lòng rồi, không thể nhảy nhót, không có thể mà chơi đùa cợt giỡn được mà phải đi đứng khoan thai nhẹ nhàng bởi ý thức Chúa đang ngự trong tâm hồn của mình. Một cô bé 9 tuổi thôi mà ý thức được cái điều đó. Tôi khích lệ ông bà anh chị em nếu ai có thể đó đọc cái cuốn sách cái cuốn nhật ký À, lòng, thương, lòng thương xót chúa của thánh nữ Faustina đó phần phía sau cũng cái phần mà ghi lại tất cả những cái lời mà thánh nữ Faustina nói về phép thánh thể không có nhiều chỉ khoảng vài trang thôi tôi nghĩ rằng nếu bạn chậm đọc kích những cái lời đó ông bà anh chị sẽ say mê yêu mến thánh thể hơn có lòng tôn sùng phép thánh thể hơn đặc biệt là sẽ ý thức hơn để chuẩn bị tâm hồn của mình cách xứng đáng hơn để mà rước chúa chính tôi này khi tôi đọc những cái lời đó để chuẩn bị cho bài giảng này tôi cũng được đánh động tự đánh động và tôi tự ý thức là một linh mục đấy mà tôi cũng ý thức rằng tôi cần phải chuẩn bị sốt sắng hơn nữa cẩn thận hơn nữa khi tôi dưng lễ và khi tôi rước lễ đôi khi chúng ta gần chùa gọi bụt bằng anh chúng ta biết là ngày xa xưa đó người ta không được rước lễ thường xuyên như thế này đâu mãi đến thời đức giáo hoàng pio thứ 10 vào khoảng năm 1910 ngài mới theo cái xác lệnh là cho người ta được rước lễ thường xuyên đặc biệt là cho trẻ con được rước lễ và trước công đồng Vaticano thứ hai những bà nào mà lớn tuổi còn nhớ có nghĩa là trước năm 1965 đó là ai muốn rước lễ vào sáng ngày chủ nhật tới ngày mai này thì phải giữ chay từ 12 giờ đêm hôm trước chứ không phải là giữ chay một giờ đồng hồ trước khi rước lễ đâu cho nên ngày hôm nay Chúa qua giáo hội đã rất là quảng đại, đã mở rộng để cho chúng ta được nhiều cơ hội hơn để được được rước Chúa. Cái điều đó là một hồng ân lớn lao. Tuy nhiên chúng ta là con người yếu đuối cho nhiều khi như tôi nói đó là gần chùa thì gọi bụt bằng anh. Đôi khi được rước lễ thường xuyên quá thì có khi chúng ta lại coi thường. Chúng ta không chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng và đôi khi không ý thức được lòng thương xót của Thiên Chúa đang ngự trong tâm hồn của chúng ta nữa nên khi đọc những cái lời của thánh nữ Faustina như tôi nói trong cuốn sách nhật ký lòng thương xót đó chúng ta sẽ được đánh động chúng ta sẽ ý thức hơn lòng thương xót của thiên chúa và thánh nữ còn nói một câu như thế này tất cả mọi điều tốt lành tôi có được đều là do việc rước lễ thánh nữ khẳng định một cái điều như vậy tất cả những cái gì tốt lành mà tôi có được và ngay cả việc tôi trở nên thánh được và thánh nữ nói rằng thánh nữ muốn rằng mình là cái người yêu mến chúa từ trước giờ không ai yêu mến Chúa bằng thánh nữ Thánh nữ muốn trở thành một đại thánh Không phải là vì kiêu ngạo Mà là vì muốn yêu mến Chúa một cách sâu sắc Và thánh nữ ngay cả ý tưởng đó Ngay cả việc mà thánh nữ có thể nên thánh được Cũng là do việc rước lễ mà ra Thánh nữ khẳng định như vậy Tất cả mọi sự tốt lành tôi có được Tôi có trở nên thánh thiện được Tôi có thể yêu mến Chúa được Cũng đều do qua việc rước lễ cả thương ông bà anh chị em vị tông đồ của lòng Chúa thương xót đã nói như vậy. Tất cả mọi ơn lành, tất cả sự tốt lành thánh thiện tôi có được, tôi có thể nên thánh được cũng đều do qua việc rước lễ. Thánh nữ Faustina đã dành rất nhiều lời cầu nguyện để xin Chúa cho thế giới hiểu biết hơn về mầu nhiệm hôn dò và lòng thương xót của bí tích thánh thể. Thánh nữ đã nói, ai có thể đón nhận và hiểu được lòng thương xót sâu thẳm phát xuất từ trái tim người. Chủ đề của Đạo hội lòng Chúa thương xót năm nay là Thiên Chúa là tình yêu. Khi người ta yêu nhau, thì người ta muốn ở gần nhau, người ta muốn dành giờ cho nhau. Cho nên À, cha bề trên phụ tỉnh có nói đó là Chúa Giêsu trong tin mừng thánh Gioan nói rằng thầy yêu chúng con cho đến cùng. Tại sao Chúa Giêsu lại yêu chúng ta cho đến cùng? Bởi vì Ngài muốn ở với chúng ta. Mà ở với chúng ta cách nào? Là qua bí tích thánh thể. Trước khi Chúa Giêsu tử nạn phục sinh và về trời, Chúa muốn rằng Chúa tiếp tục ở lại với chúng ta bởi vì khi người ta yêu thì người ta muốn ở với nhau, người ta muốn ở gần nhau mà có đúng vậy không nào? trên chúa Sư yêu thương chúng ta ngài cũng muốn ở gần chúng ta ở với chúng ta luôn mãi cho nên ngài phải nghĩ ra cái cách nào đó để ở lại với chúng ta và chỉ có thiên chúa mới có khả năng nghĩ ra một cái cách siêu phàm nhất siêu việt nhất đó là gì là lập ra phép thánh thể để ở lại với chúng ta sự hiện diện của chúa jesus trong phép thánh thể trên các nhà tạm là dấu chỉ của tình yêu của thiên chúa vì yêu mà sẵn sàng giam hãm mình ở trong nhà tạm trong phép thánh thể để ở lại với chúng ta. Chúa Giêsu chết sống lại, Ngài về trời rồi. Nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục ở lại với chúng ta qua những cách thức khác. Ví dụ, khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần với các tờ môn đệ, các tông đồ. À, lần đầu tiên là hiện ra với bà các bà Maria sau buổi sau buổi sáng sớm à, ngày chủ nhật không nào thế là chú hiện ra với các bà rồi sau đó chú lại hiện ra với hai môn đệ trên đường em mau rồi trong bài tin mừng mà tôi vừa đọc thì chúa lại hiện ra với các môn đệ vào ngày thứ nhất ở trong tuần rồi tám ngày sau chúa lại hiện ra khi có tô ma ở đó rồi lần khác chúa lại xu lại hiện ra tại biển hồ Tiberia... với các môn đệ đăng khi trải lưới vân vân chúa xu đã nhiều lần hiện ra mà hiện ra như thế nào cửa đóng kín chúa xu vẫn có thể đến được rồi hai ông đăng khi đi bộ với nhau thì chúa lại hiện ra hay nói cái khác là gì là khi chúa xu sống lại từ cõi chết thì ngài đã có quyền năng, có khả năng để ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, giờ nào Ngài muốn. Thế là một trong những cách Chúa vẫn tiếp tục ở lại với chúng ta vì yêu thương ta là gì? Không có gì hơn là quay pháp thánh thể. Thánh Tô Ma Tiến Sĩ, Thánh Tô Mà Aquino đã nói là gì? Là Chúa xuất hiện diện trong phép thánh thể một cách par excellence. Có nghĩa là Chúa Giêsu hiện diện ở trong chúng ta. Ở trong cộng đoàn dân Chúa, Chúa hiện diện trong lời của Chúa, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà sự hiện diện của Chúa xu trong phép thánh thể là par excellent. Một cái cách đặc biệt tuyệt diệu nhất, không có gì so sánh được cả. Mà vì đâu? Vì yêu thương chúng ta. Yêu thương chúng ta để sẵn sàng trao thịt máu của mình để làm lương thực cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta đọc một câu chuyện hay coi một bộ phim nào đó mà thấy rằng có những người tình hay có những người cha, người mẹ sẵn sàng chết vì người mình yêu. Hay là chúng ta nghe câu chuyện là ví dụ như là cách đây vào tôi nhớ là thập niên 80 ở bên Nga có một trận độc đất lúc đó còn là Liên bang Xô Viết à, Có một trận độc đất rất lớn nhà cửa sụp xuống như vậy thì nhiều người chết rồi nhưng mà có những người thì chưa chết nhưng mà họ bị chôn vùi trước những cái đống đổ nát đó. Thì trong đó có hai mẹ con, một người mẹ một đứa con nhỏ thì trong lúc họ nằm ở dưới những đống đổ nát đó, họ chờ đợi được cứu đó, thì đứa con từ từ sau nó bắt đầu nó khát và nó đói, thì nó khóc. Nó muốn ăn, nó muốn uống. Thế người mẹ bây giờ không biết tìm thức ăn đâu ra ở dưới cái đống đổ nát đó. Thì cuối cùng bà mày mò, bà tìm được một cái miếng uh, kính vỡ nào đó, bà rạch tay bà ra để cho máu chảy ra và bà đút vào miệng đứa con. Bà đã nuôi đứa con bằng chính máu của mình. Khi người ta đọc cái câu chuyện đó, ai cũng cảm động, cảm phục cái lòng uh, yêu thương của người mẹ dành cho con của mình. Hay là Việt Nam của chúng ta, tôi không nhớ rõ cái tên, uh, tên của nhân vật nhưng mà một cô con dâu uh, nào uh, đi với mẹ chồng của mình để đưa mẹ đi thăm chồng ở xa. Rồi cuối cùng hai mẹ con đói không còn gì nữa thì người vợ, người con dâu đã gì? Đã róc thịt của mình ra để nuôi người mẹ chồng của mình. Uh, thời nay không biết còn cô dâu nào uh, dám róc thịt mình ra mà nuôi mẹ chồng không? hay nói là róc thịt mẹ chồng ra nó ăn <laughs> bởi vì tôi nghe nói là ở việt nam thì gọi là mẹ chồng nàng dâu bên này thì lại phải gọi là bà dâu thì phải <laughs> cho nên là không biết là mẹ chồng là con dâu rọc thịt cho mẹ chồng ăn hay nó rọc thịt của mẹ nó ăn thì không biết nữa <laughs> thế khi chúng ta nghe những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy rất là cảm động Ví dụ nếu ông bà chị ở đây ai lâu ngày xưa tôi nhớ là những thập niên 80 rồi sang đầu thập niên 90 thì người Việt chúng ta còn đang mê say coi phim ở Đài Loan phim Hồng Kông lắm. Đặc biệt là những mùa bộ phim như là Hải Âu Phi Sứ rồi dòng sông Ly Biệt vân vân. Bà nội tôi cũng thích coi những bộ phim đó mà tôi nhớ là đặc biệt các bà các cô khi mà coi những bộ phim đó đó thì ngồi khóc, rong khóc rưỡi nào. Ngồi coi còn phải có cả cái hộp thiết siêu vừa sụt xa sụt sụt khóc lắm, Vẫn thích mấy coi bởi vì cảm thấy cảm động với cái tình yêu lớn nào đúng không nào vậy mà Chúa Giêsu chết cho chúng ta rắp thịt của ngài cho chúng ta ăn trao đổ máu ngài cho chúng ta uống vậy mà mỗi lần chúng ta lên rước lễ có ai trong chúng ta cảm động không chúng ta đọc những câu chuyện tình chúng ta coi những bộ phim chúng ta cảm thấy xúc động tràn ngập Vậy khi chúng ta đến rước Chúa Chúa rắp thịt của Chúa cho chúng ta Có bao giờ chúng ta cảm thấy cảm động Rung động khi lên nước Chúa không? Có mấy ai Đã rớt nước mắt ra Khi rước Chúa Nếu chúng ta hiểu được tình yêu lòng thương xót vô biên mà Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta không thể không rung động được, chúng ta không thể không yêu mến Chúa được. Có lẽ chúng ta chưa yêu mến Chúa bởi vì chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được tình yêu sâu sắc mà Chúa đã dành cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta nói rằng kính lễ lòng Chúa thương xót. Nhiều khi cái chữ thương xót này đó, chúng ta hiểu nó một cách rất là đơn thuần. Chúng ta nghĩ lòng thương xót chỉ là như là một cái cảm xúc một cái lòng thương hại Thế mà chị em không phải vậy Lòng thương xót của Chúa Không phải là lòng thương hại của chúng ta Mà cũng không phải là một cái cảm xúc nhất thời Mà là một việc làm cụ thể Một hành động cụ thể Đức giáo hoàng Francisco đã nói về lòng thương xót như thế này Ngài nói lòng thương xót gồm ít nhất là ba bước Bước thứ nhất đó là chúng ta phải có khả năng cảm nhận được cái sự đau khổ, cái sự đau đớn của người khác. Mà càng ngày thì xã hội của chúng ta càng rớt vào cân bệnh trầm cái cả, à, lãnh cảm, có nghĩa là không cảm nhận thấy nỗi đau của người khác nữa. Đi ra đường thấy ai đau ai khổ chuyện của người ta còn mình là việc của mình mình lo. Sau này có những tờ báo ở Việt Nam đăng đó. Có những người đi đường bị tai nạn đụng xe nằm ở đó Mà biết bao nhiêu người chạy xe qua lại Không ai đến để cứu, không ai đến hỏi han gì cả Con người càng ngày càng trở nên lãnh cảm Và ngay trong gia đình nữa Nhiều khi chúng ta sống trong gia đình với nhau Mà chúng ta cảm thấy đôi khi cuộc sống nó quá mệt mỏi Quá rồi Cho nhiều khi chúng ta cũng không tưởng để hỏi han nhau là hôm nay Vợ chồng tôi nhiều khi không biết là có lần cuối cùng mà vợ chồng hỏi nhau anh có khỏe không em có vợ khỏe không biết là lần cuối là lúc nào rồi đó cũng là một cái sự gì đó nhưng là lãnh cảm chúng ta quá mệt mỏi rồi chúng ta không để quan tâm hơn với những người ngay cả những người trong gia đình của chúng ta nữa có những người đã lâu rồi mấy tháng trời rồi có khi không gọi điện thoại cho cha mẹ già của mình nữa bận rộn công an việc làm bận rộn trong cuộc sống quá cho nên bố mẹ mình như nào cũng biết lâu rồi cũng chẳng bao giờ gọi điện thoại cho bố mẹ mình nữa tức là lòng thương xót là cái gì là đầu tiên là mình phải có cái khả năng để cảm nhận được cái nỗi đau nỗi khổ của người khác đó là cái thứ nhất cái bước thứ hai là gì là không những cảm nhận được cái đau cái khổ của người khác mà còn phải cho đó là như là của mình cái đau của người ta là cái đau của mình, cái khổ của người ta là cái khổ của mình, chứ không phải là nhìn lên tivi rồi thấy rằng à, người ta đau khổ vì chiến tranh chết chóc hay là bị tai nạn à, xe cộ hoặc là bị động đất, đúng theo tội nghiệp họ quá xong thôi, không phải vậy. Và thứ nhất phải cảm nghiệm được cái nỗi đau của người khác, và thứ hai thì phải cho đó như là cái nỗi đau của chính bản thân mình. Rồi, cái bước thứ ba là gì? Là mới phải ra đi để làm cái gì đó. Để giảm bớt cái nỗi đau nỗi khổ của người ta Thế là chúng ta coi tin tức Chúng ta thấy có những người chết Nạn nhân của chiến tranh ở bên Ukraine Có những người tị nạn chết ngoài biển khơi bên châu Âu Vượt biển rồi nào Cũng như người Việt chúng ta đó ở Những thời thập niên 70, 80 vượt biên Nhiều người chết trên biển khơi Thì bây giờ vẫn còn những người như vậy Những người ở bên Phi Châu, những người bên Turkey Họ vượt biển để vào châu Âu rất nhiều người bị chết Chúng ta nhớ là cách đây khá lâu rồi Có hình ảnh của một đứa bé đâu là 3, 4, 3, 4 tuổi Một đứa bé trai đó Nó chết rồi xác của nó dạt vào trong bờ biển đấy Tôi được coi cái tấm hình của đứa bé đấy Không ai coi tấm hình đó mà tôi nghĩ đặc biệt Đối với người Việt Nam của chúng ta Khi thấy những hình ảnh đó Chúng ta phải rung động, chúng ta cảm nhận được Cái nỗi đau đó như của mình Bởi vì chúng ta cũng đã từng là những thuyền nhân Có lẽ là trong những người thân yêu của chúng ta Cũng là những người đã bỏ mạng trên biển khơi chúng ta phải cảm nhận được cái điều đó và không những coi rồi chúng ta cảm thấy thương hại rồi chúng ta dừng lại đó không phải vậy chúng ta cảm nhận được nỗi đau của người đó và phải cho cái nỗi đau của người đó như nỗi đau của mình và ra đi để làm cái gì đó ví dụ khi chúng ta bỏ phiếu đi bầu cử chúng ta phải bỏ những lá phiếu làm sao để bảo vệ những người nghèo bảo vệ những người tị nạn chúng ta phải đưa ra những hành động cụ thể hay là ví dụ như chúng ta nhìn thấy những thai nhi bị giết chết rất nhiều hay chúng ta cũng phải bỏ những lá phiếu như thế nào Và có những hành động cụ thể Chứ không phải là chỉ thương hại xong là thôi Hay là chúng ta cũng phải có những đóng góp Ngay cả những đóng góp về vật chất Hay là cầu nguyện cho những nạn nhân đó Tất là thông thương xót Cho Chúa giê -xu khi Ngài thương xót chúng ta Ngài không đứng ở trên trời cao Đến Ngài nhìn xuống Ngài nói trời ơi tội nghiệp Cái bọn uh, nhân loại quá nào Chúng nó khổ quá Chúa không làm vậy Mà Chúa làm gì Chúa đã nhập thể làm người xuống thế làm người Và xuống thế làm người để làm gì? Để chết Để chết trên thập giá Để chết một cách đau đớn ô nhục Để cứu chúng ta Để chúng ta không phải đau khổ đời đời Để chúng ta không phải chết đời đời Mà như vậy cũng chưa đủ Chúa chưa dừng lại đó Chúa lại còn lập ra phép thánh thể Để tiếp tục ở lại với chúng ta Mỗi ngày cho đến tận thế thầy yêu chúng con cho đến cùng luôn luôn và mãi mãi lòng thương xót của thiên chúa đã cho chúng ta một cái nhìn khác về công lý và công bằng tất nhiên làm sai thì phải phạt có nợ thì phải trả đó là cái sự hiểu công lý và công bằng theo cái kiểu của con người nhưng mà lòng thương xót của Thiên Chúa Cho chúng ta nhìn một cái nhìn sâu sắc hơn Về công lý và công bằng Là gì? Chúng ta có tội lỗi bao nhiêu? Chúa thà hết Tội của chúng ta có thể đỏ như máu Chúa cũng có thể làm trắng như tuyết Bởi vì Thánh Kinh cũng nói Nếu như Chúa chấp tội chúng ta đó Thì nào ai trong chúng ta có thể cứu rỗi được nếu như Chúa đối xử với chúng ta Bằng cái lẽ công bằng công lý của con người đó Thì không ai cho chúng ta Mong được ơn cứu độ đâu Mà cụ thể gần gũi hơn Là không ai cho chúng ta Xứng đáng để rước mình Thánh Chúa nữa Thưa ông bà anh chị em Nếu nói theo cái sự công bằng đó Ví dụ <laughs> Lúc nãy tôi có nghe cái câu hỏi ai hỏi đó Về tình yêu Thiên Chúa và trong cựu ước Thì thấy có vẻ Chúa giữ tợn quá <laughs> trong cựu ước đã kể rằng một lần nọ nào con của trai của ông Aaron là lo phải luôn luôn châm cái đèn mà lúc đó là đèn dầu ở trong cái nơi cực thánh nơi mà giữ hòm bia của Thiên Chúa đó không bao giờ được cho cái ngọn lửa đó tắt khi là cái ngọn lửa nó gần hết dầu phải châm dầu vào để không ngọn lửa không bao giờ tắt cả nó cũng gần như cái ngọn nến trầu ở bên nhà tạm của chúng ta vậy đó thế là một ngày nọ hai đứa con của ông Aaron thì mê chơi quá coi thường nghĩ rằng thôi nên mình đang bận chơi thì cứ chơi Rồi khi về lửa tắt đi Thì mình châm lại có sao đâu Khi về nơi lửa tắt rồi bước vào cung thánh sao Chúa phạt cho cả ông Lăn ra chết ngay trước bàn thờ Hay là câu chuyện nữa Là khi mà hòm bia của Thiên Chúa Bị người Philistine à, Trong trận chiến với người Do Thái Lấy đi rồi khi người ta trở về đó Thì để trên cái xe bò Thì đi đường nó gập gình Thì cái hòm bia Thiên Chúa gần như là bị đổ xuống Thì một người đi đường với lòng tốt thôi Muốn giơ tay lên đỡ chú phạt cho chết ngay tại chỗ. Hay là trong sách tông đồ công vụ, à, khi chúng ta nghe là khi những người à, à, tín hiểu thời sơ khởi đó, họ sống rất là tốt, ai có nhà cửa ruộng vườn họ bán đi, họ đưa tiền cho các tông đồ rồi chia sống chung với nhau hết người giàu cũng như người nghèo bằng với nhau như vậy. Chúng ta nếu mà ai nghe sách tông đồ công vụ thì còn nhớ câu chuyện là có một cặp vợ chồng, họ cũng rất nhiều đất đai, họ cũng có lòng tốt, họ bán đất đi. Họ mang tiền các tông đồ Nhưng mà với nhiều tiền quá trong đắt tiếc Tiếc quá thì họ không nộp hết Họ giữ lại một chút Đây là nhiều người có khi một cái tội đây này, này Thì khi mà họ đến trao các tông đồ thì làm sao Đầu tiên là ông chồng vào Chú Phạt chết ngay tại chỗ Rồi bà vợ ra về Cũng chết ngay tại chỗ Ngày hôm nay mà Chúa phạt ta vậy Thì chắc là không còn mấy ai chúng ta sống sót đâu nào Có khi tôi cũng xuống lỗ nằm từ lâu rồi Nói như vậy để nói là gì? Là lòng thương xót của Thiên Chúa Lòng công lý công bằng của Thiên Chúa Nếu như nói xứng đáng Thì không ai chúng ta trong xứng đáng Đừng có nói là đụng cái hòm bia của Thiên Chúa mà còn bị vậy Cái này lại rước chính Chúa vào trong lòng của chúng ta Và Thánh Nữ Faustina đã nói như thế này Có hai điều mà các thiên thần có thể Nếu các thiên thần nha Ngài dùng cái từ Nếu các thiên thần có thể ganh tị với chúng ta đó Thì cái việc đầu tiên mà các thiên thần có thể ganh tị chúng ta là gì Là chúng ta được rước mình Thánh Chúa của các thiên thần thì không Chúng ta thì nếu mà so sánh Làm gì bằng các thiên thần được Vậy mà Chúa lại cho chúng ta rước mình máu thánh của Ngài Còn các thiên thần thì không Có ai nhớ đọc uh, uh, Đọc uh, Nhật ký của lòng Chúa Thương Sát Thánh Có nhớ là cái điều thứ hai mà các thiên thần Có thể ganh tị chúng ta là cái gì không Và cái điều này tôi nghĩ là nhiều người không thích lắm Có ai nhớ không là cái điều thứ hai mà Thánh Nữ Phóx nói là các thiên thần có thể ganh tị với con người. Thứ nhất là việc được rước lễ. Thứ hai là cái gì? Thánh Nữ dùng từ là được đau khổ. Con người có khả năng đau khổ còn các thiên thần thì không. Và Thánh Nữ Phóx cho là đau khổ là cũng có thể là một hồng ân. Ở đây có ai cho đau khổ là một hồng ân không? Đến gặp tôi tôi cho thêm vài cái nữa. <laughs> tới <laughs> đây tôi lại nhớ một cái câu chuyện có một lần tôi đi giảng ở một cái xứ nọ rồi tôi cũng nói về uh, những cái giá trị của đau khổ và đau khổ có thể giúp chúng ta nên thánh không nào à, thế là có một chị chỉ giơ tay chị nói thưa cha chồng con anh nóng tính lắm cho nhiều khi lâu lâu anh tức quá anh để đánh cho con một trận thì không phải là anh ghét con không hay là biết đâu được anh lại muốn cho con nên thánh cho nên là anh muốn con đau khổ để nên thánh Nhưng mà tạ ơn Chúa là chỉ ít nhất là chỉ có ý nghĩ ngay lành Không nào Có ý nghĩ ngay lành Bà nào về tối hôm nay là anh anh đánh em đi Anh anh đánh em một cái thì cho em lên thánh một mau một tí Thánh nữ Faustina đó Xin lỗi thánh nữ Teresa Đồng giê -xu đó Khi còn là cô bé nhỏ Thánh nữ lại cầu nguyện một cái điều như thế này Lại Chúa xin cho mẹ con chết Thánh nữ thường xuyên cầu nguyện cho mẹ mình chết là mẹ thanh nữ một ngày nói rằng Con không thương mẹ sao mà con cứ cầu nguyện cho mẹ chết như vậy Thanh nữ rất đơn sơ trả lời rằng Không con thương mẹ rất là nhiều Cho nên con muốn mẹ chết để làm gì Để mẹ được lên thiên đàng Con thương mẹ cho nên con muốn mẹ được lên thiên đàng Con muốn mẹ không phải khổ trần gian Con muốn cho mẹ lên thiên đàng Cho nên thanh nữ cứ cầu nguyện cho mẹ chết để mẹ được lên thiên đàng Và đúng thật là mẹ thanh nữ trên thiên đàng đó cách đây mấy năm là Đức Giáo Hoàng cũng phong thánh cho cả bố, cả mẹ của Thánh Tê Sa Đồng Giêsu đã làm thánh rồi. Nên là thánh Điều Foster nói rằng các thiên thần nếu có thể thì ganh tị với con người hai điều thứ nhất là con người được rước mình thánh chúa các thiên thần thì không thứ hai là con người có khả năng đau khổ bởi vì chính cái sự đau khổ là gì là chúa đang mời gọi chúng ta kết hiệp mật thiết hơn trong tình yêu của ngài khi con người ta yêu nhau thì người ta muốn mời gọi cái người đó được chia sẻ những cái gì là sâu thẳm nhất của người ta. Và sự sâu thẳm nhất tình yêu lớn lao nơi lớn lao nhất là gì? Là chính cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Giêsu. Thanh Nữ nói rằng mong muốn lớn nhất của tôi là được ăn nấu giống như Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, được tan nát như Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, được khiến dâng hoàn toàn giống Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn. Tôi xin được lặp lại thánh nữ nói như thế này. Tôi ước ao được ăn nấu như Chúa Giêsu trong phép thánh thể sự hiện diện của Chúa Jesus trong phép thánh thể là một phép lạ vĩ đại nhất, là một dấu chính của tình yêu lớn lao như vậy, nhưng mà lại rất âm thầm và lặng lẽ. Lạ. Lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu ngày đó rằng sự hiện diện của Chúa Jesus thánh thể trong các nhà tạm như là một trái tim những trái tim sống động trong đời sống của giáo hội. Quan trọng là vậy, nhưng mà lại rất là âm thầm. Cho nên Thánh Nữ nói rằng Tôi ước ao được giống như Chúa Giêsu Trong bí tích thánh thể Ấn mình ở trong đó Trong sự khiêm tốn, trong sự khiêm hạ Một Thiên Chúa vĩ đại như vậy Nhưng mà lại sẵn sàng trở nên một tấm bánh nhỏ bé Để chúng ta có thể nâng niu trên bàn tay của mình Một Thiên Chúa vĩ đại Mà các Thiên Thần chầu trực thờ lại chúc tụng Mà lại vì yêu thương chúng ta thôi Yêu thương chúng ta có thể nói tới yêu thương ta đến gần như trở thành dại khờ để rồi trở nên tấm bánh nhỏ bé đặt trên đôi tay của chúng ta. Nói tới tình yêu đó và nói tới cái sự vĩ đại tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài yêu chúng ta cho đến cùng đó thì tôi lại nhớ tới một cái trải nghiệm là vào năm 2011 khi tôi về Việt Nam làm việc một thời gian thì vào tháng 5 khi tôi sắp sửa trở về Mỹ rồi thì cha xứ của giáo xứ Sapa À, nhiều ông anh chị biết Sapa là một cái địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam trên vùng núi Tây Bắc thì ngài mới mời tôi lên trên uh, giáo xứ ngài trên Sapa thăm cho biết thì tôi cũng chưa đến Sapa bao giờ cho ngài mời là tôi nhận lời ngay đi cho biết thì chúng tôi đi xe lên tới giáo về tới giáo xứ thì khoảng là đâu năm 6 giờ chiều rồi mà lúc đó là sương mù trên trời tối rất là mau thì ngài lại mới hỏi với tôi rằng cha có muốn vào trong bán dân lễ cho anh chị em dân tộc người Hơm Mông không? tôi cũng chưa bao giờ gặp người hơn mông bao giờ cả. chân tôi cũng muốn vào tò mò trước ngày nếu mà cha muốn đi thì sẽ có một thầy chở cha vào nhưng mà đường họ đang làm đường đường xấu lắm, chân không thể đi xa hơi được mà cha phải đi xăm máy thôi. thì tôi nhận lời. thế là ngài chùm cho tôi nào là mặc áo mưa rồi đội mũ bảo hiểm rồi đeo cái đội ống vào thì tôi cũng chưa hiểu rằng tại sao mà lại phải mặc kín thật kỹ kí như thế và đi để tôi mới biết. ta đi trên đường sen như vậy thì hai bên đường không có một bóng đèn đường, trời tối sương mù dày đặc không nhìn thấy gì cả. Thì tôi mới nghĩ tới Nếu như lúc này mà xe của tôi vô tình lao xuống vực mà chết đó, Cũng không ai biết cả Nhưng mà trong cái giây phút đó Thì tôi lại mới lần đầu tiên Lúc đó là tôi được 8 năm làm linh mục Thì tôi lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được cái câu Mà Chúa Giê-xu nói rằng Cái người chủ chăn bỏ 99 con Để đi tìm con chiên lạc là như thế nào Chúng ta ở các họ đạo, sứ đạo như này Thì đa số là giáo dân tìm đến nhà thờ Giáo dân đến nhà thờ đi lễ Những vùng đó đó là có những lúc gì Các linh mục phải đi tìm giáo dân cũng có một lần tôi đi với một linh mục quán sứ Đến một vùng đó là vùng Bắc Hà à, Từ từ Lào Cai điên Cao nữa Bây giờ cũng đã trở thành một nơi du lịch có tiếng rồi Và lúc tôi đến đó thì nó còn hoang sơ lắm Đến đó để giải tội sức giàu Và cho một cụ già 83 tuổi rước lẻ Trước đây ông cũng làm cho chính quyền Ông có sống đạo nhưng bây giờ ông trở lại Thì chúng tôi đến để giải tội cho ông Thì đến đó rồi Giải tội cho ông sức giàu trong nước lẻ rồi Thì bây giờ mới hỏi rằng vậy thì ở vùng này Còn bao nhiêu người là công giáo nữa thì có vài người đến thì bắt đầu đếm ra là à cái người này có thể là người công giáo à cái chị bán bánh mì đầu chợ hình như cũng là người công giáo tại có lần thấy chị làm dấu thì tôi thấy rằng đó là đi tìm các con chiên không phải họ đến với mình mà mình phải đi tìm đến với họ thế trong lúc đi như vậy rồi có những lúc thì đường nó xấu quá thầy lại nói là cha làm ơn xuống cho đẩy xe cho con lúc đó tôi mới hiểu tại sao phải đeo cái đồ ủng bởi vì nó bùn sình lầy cả là tôi phải <laughs> cong mông đâu mà đẩy cái xe cho thầy ấy nhưng mà khi đi vào bên trong đó thì lúc đó bây giờ là họ có nhà thờ rồi nhưng mà lúc đó thì họ chưa có nhà thờ mà họ dưng lễ trong một cái căn nhà gọi là tiếng việt gọi là nhà cấp 4 có nghĩa là nó chỉ có tường và mái tôn thôi rất là sơ sài và nền vẫn còn là nền đất khi tôi vào thì mọi người họ đã tập trung đó rồi thì tôi dưng lễ à, anh chị em dân tộc người hơm Mông thì chúa ban cho họ là có giọng hát rất là hay những người dân tộc tôi thấy là đa số họ có giọng hát hay lắm thanh lễ diễn ra mọi sự tốt đẹp cả cho đến lúc mà rước lễ thì khi rước lễ thì Trăm phần trăm họ rước lấy bằng tay Rước bằng tay không sao cả Giáo hội cho phép Nhưng mà có cái điều đây, Một lần nữa tôi là linh mục nhưng mà tôi cũng tội lỗi Vẫn còn cái tính xét đoán Thì khi họ đưa tay lên thì rước lấy Thì tay của đa số đều tay bắn cả Thì tôi cứ nghĩ trong đầu rằng Nếu như biết rằng mình rước lấy bằng tay Tại sao lại không rửa tay đi Mà đấy tay bắn như vậy mà rước chúa Mà khi tôi có cái tư tưởng xét đoán như vậy Thì một cái tư tưởng khác đánh thẳng vào trong đầu của tôi mà làm cho tôi gần như xiển liếng và muốn sụp ngã cái tư tưởng gì à cái tư tưởng như thế này hai ngàn năm về trước Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta vì yêu thương chúng ta vì cảm nhận được nỗi đau nỗi khổ chúng ta đã nhập thể hạ phàm và sinh ra trong cái hang bò lửa hôi thối ấy vì yêu thương chúng ta sẵn sàng chấp nhận sinh ra trong hang bỏ lửa nghèo khổ hôi thối ấy thì hai ngàn năm sau cũng chính một đức giêsu đầy lòng yêu thương và thương xót lại vượt biết bao nhiêu rừng sâu nước thảm núi đồi để đến để ngự trên những đôi tay dơ bẩn của những anh chị em người hơ mong ấy tình yêu của thiên chúa là như vậy thầy yêu chúng con cho đến cùng là như vậy cũng một thiên chúa ấy hai ngàn năm về trước vì yêu thương con người vì cảm nhận được nỗi đau nỗi khổ con người hạ phàm trong chốn nghèo hèn đấy thì hai ngàn năm sau vẫn một thiên chúa ấy vượt biết bao nhiêu đường xa đổi núi gặp kình để đi vào nơi cùng thắm với những anh chị em hương mong đó để đậu đựng đến đến những cái đôi tay nghèo hèn đơn sơ của họ điều đó làm cho tôi hết sức xúc động và tôi rung động nhưng mà sau này tôi biết không phải là họ không rửa tay mà có rửa thì nó cũng không hết những vết bẩn đấy. Thứ nhất là gì? là trên vùng Sapa là trời rất là lạnh. Mà lạnh thì thông thường dư họ đâu có lotion những ta bên này, đâu có găng tay như vậy, chân rau, tay của họ nứt nẻ ra, da nứt nẻ ra. Thì họ làm ruộng làm vườn mà không găng tay thì đất bùn nó bám vào những nứt nẻ đó làm sao rửa nó đi được. Đặc biệt là một số các chị em phụ nữ họ còn phải nhuộm những cái dây đan những cái dây mà họ, họ kéo ra để kia để mà sau này họ làm thành quần thành áo của họ đó còn nhuộm bằng những cái màu nhuộm tự nhiên thiên nhiên cho dính vào tay lau cũng không đi được. tức là thiên chúa của lòng thương xót cũng là thiên chúa của bí tích thanh thể liên kết một cách chặt chẽ không hề rời như vậy. thanh nữ nói như thế này rằng những khoảng thời gian kết hợp này tức là thời gian được rước chúa đó là một hương vị của vĩnh cửu. Rước lễ là sức mạnh và sự hỗ trợ là sự hỗ trợ của Thánh Faustina trong cuộc đấu tranh hàng ngày của cô ấy trong cuộc sống. Chúa nói với thánh nữ, trong bánh thánh là sức mạnh, thánh thể luôn bảo vệ luôn bảo vệ con. Và xe thánh nữ đã nói rằng trong suốt cuốn nhật ký của thánh nữ đã nói tới nhấn mạnh tới sức mạnh của bí tích thánh thể suốt ngày thánh nữ tôn thờ chúa giêsu ca tụng và xin người ban ơn nhất là cho các kẻ trẻ em nghèo khó và nhiều lần thánh nữ đã nhìn thấy thị kiến từ khi thánh nữ nhìn lên mình thánh chúa đó thì thánh nữ thấy nhìn thấy cái gì nhìn thấy hình lòng chúa thương xót này nhìn thấy hai cái tia trắng và tia hồng này toát ra từ mình thánh của chúa hay khác là gì đó là cái sự lòng thương xót của chúa chúa trong bí tích thánh thể hay là bí tích thánh thể chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng khuya rồi tôi xin tạm dừng ở đây. Mọi người yên lặng quá. <laughs>